Thưa quý vị, hồi tháng 9, người Việt ở hải ngoại thường theo dõi sinh hoạt văn học đã bàng hoàng trước sự kiện được gắn cho cái tên con đấu tố cha trong văn học. Người cha đây là nhà văn Võ Phiến và kẻ đấu tố ông chính là người con trai thứ của ông tên là Đoàn Thế Phúc. Ông Đoàn Thế Phúc này trước năm 1975 được cha mẹ cho đi du học tại Úc, sau sang Mỹ. Ông ta cũng có viết lách và được nhà văn Võ Phiến trao cho quyền quản thủ các tác phẩm của ông một khi Võ Phiến qua đời. Năm ngoái, hai tác phẩm của Võ Phiến được hai nhà xuất bản Nhã Nam và Thời Đại trong nước in lại với tựa đề Tạp Văn và Quê Hương Tôi. Rồi có cả những bài điểm sách trên các báo lệ phái trong nước và còn có những buổi tọa đàm về các tác phẩm này. Nhưng trên sách, trên báo, người đọc không hề thấy tên Võ Phiến. Võ Phiến được nhà xuất bản, được báo chí trong nước ngụy trang cho ông với cái tên Tràng Thiên. Tràng Thiên là một bút hiệu khác của Võ Phiến nhưng ít được người biết đến hơn. Nhưng rồi đến tháng 9, tờ Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh đăng bài ký tên Thu Tứ, tựa đề Trường hợp Võ Phiến. Trong đó Thu Tứ cho biết ông ta là con Võ Phiến, đã được Võ Phiến ủy quyền trong coi các tác phẩm của ông và hai quyển sách vừa được xuất bản đã được ông ta kiểm duyệt trước khi cho in. Báo Nhân Dân cũng đã đăng lại bài này. Thu Tứ viết rằng ông ta biết có một tổ chức phi chính quyền đang có kế hoạch tích cực phổ biến những tác phẩm Võ Phiến chứa nội dung chính trị sai lầm. Trong hai năm qua, do nhà nước Việt Nam nới lỏng quy định về xuất bản, nhà xuất bản Nhã Nam ở Hà Nội có in lại hai tác phẩm của nhà văn Võ Phiến là Quê Hương Tôi và Tạp Văn. Cả hai tác phẩm này đều do chúng tôi chọn lựa và biên tập theo sự ủy quyền từ lâu của thân phụ. Chúng tôi cố chọn những tác phẩm vừa giá trị nhất, vừa hoặc không chứa, hoặc chứa rất ít nội dung chính trị. Nếu có nội dung chính trị, khi biên tập chúng tôi loại bỏ hết. Mục đích của việc chọn và bỏ như thế là đưa những thành tựu văn học đỉnh điểm của văn nghiệp Võ Phiến đến với người đọc mà không gây hại cho nước. Chúng tôi đã tưởng mình thế là chu đáo với nhà với nước. Hóa ra việc hai tác phẩm Quê Hương Tôi và Tạp Văn được người đọc quốc nội đón nhận khá tốt lại chính là cái nền rất tiện lợi cho tổ chức kia toan đặt lên đấy thứ nội dung hoàn toàn bất ổn trong tác phẩm Võ Phiến. Và Thu Tứ quyết phải làm cho rõ về cái phần nội dung chính trị sai lầm trong văn nghiệp Võ Phiến. Thu Tứ cho biết những chuyến về thăm Việt Nam đã làm cho ông ta được sáng mắt sáng lòng và nhận ra công ơn trời biển của Đảng Cộng sản đối với đất nước. Trong khi những người Cộng sản Việt Nam lập hết công giải phóng dân tộc đến công thống nhất đất nước, cùng lúc dần dần cải cách ý thức hệ Cộng sản cho hợp với văn hóa truyền thống và điều kiện xứ sở, thì nhà văn Võ Phiến hững hờ với giải phóng, thờ ơ với thống nhất, đem toàn lực tấn công cái bản gốc của ý thức hệ ấy. Ông bảo chủ nghĩa Cộng sản là xấu, trong vào kết quả trên nhiều mặt rõ ràng nó chẳng xấu cho đất nước quê hương một chút nào. Thu Tứ cho rằng Võ Phiến đã sai lầm trong việc chọn lựa ý thức hệ, sai lầm khi tuyệt đối bác bỏ chủ nghĩa Cộng sản. Sai lầm đó là bởi vì Võ Phiến có một lập trường chính trị hoàn toàn bất ổn, một cách nhìn lịch sử hoàn toàn bất ổn. Võ Phiến là một người yêu nước một cách tự ti. Đó là những từ ngữ mà Thu Tứ đã dùng. Sau bản cáo trạng dành cho cha mình, Thu Tứ tổng kết sự nghiệp văn học của Võ Phiến và tuyên bố ông ta sẽ cắt xén, sẽ tùng xẻo theo ý ông ta như thế nào. Văn nghiệp Võ Phiến vừa tích cực vừa tiêu cực. Tích cực đáng lưu truyền là phần văn học, tiêu cực đáng bỏ đi là phần chính trị. Về văn học, ấy là một tấm gương sáng về cố gắng học hỏi trau dồi, cần lao đúng đắn, tự phát huy tối đa năng khiếu bẩm sinh. Về chính trị, ấy là cái bi kịch của một người Việt Nam sống giữa thời kỳ lịch sử dân tộc cực kỳ khó khăn mà trước không tha thiết với độc lập, sau cũng không tha thiết với thống nhất, khăng khăng đặt chuyện chống chủ nghĩa Cộng sản lên trên tất cả. Rốt cuộc, nhà văn Võ Phiến đã chống cộng cực đoan hơn là những người Cộng sản Việt Nam ứng dụng chủ nghĩa Cộng sản. Sai lầm chính trị đã đưa tác phẩm Võ Phiến ra khỏi lòng dân tộc. Đất nước đã độc lập, thống nhất lâu rồi, nay đến lúc nhân danh bảo tồn những giá trị văn hóa Việt Nam, đưa tác phẩm Võ Phiến trở về sau khi lọc bỏ nội dung chính trị. Những quan niệm lang băm trung cổ như thế vẫn sống sót trong thời hiện đại, nơi văn chương đã lặng lẽ rút lui khỏi ý thức xã hội. Ngày về âm thầm của một tác giả lớn có dấy lên được một chút dư luận cũng chỉ vì tiếng động của dao kéo kiểm duyệt. Trong trường hợp Võ Phiến, kiểm duyệt tại gia đã đi trước kiểm duyệt quốc gia. Thưa quý vị, đó là đánh giá của nhà văn Phạm Thị Hoài về hành động của Thu Tứ. Ngoài Phạm Thị Hoài còn có nhiều người cầm bút khác ở hải ngoại đã lên tiếng như Kiều Phong,
bút hiệu viết phím luận của nhà văn Lê Tất Điều cũng là nhà thơ cao tầng. Kiều Phong đã trả lời Thu Tứ bằng 3 bài, vạch ra những sai lầm của Thu Tứ trong bài Trường hợp Võ Phiến. Như Đặng Phú Phong có bài Trường hợp Thu Tứ, cho biết ông bà Võ Phiến đã đến luật sư làm lại di chúc trút quyền quản thủ tài sản văn chương Võ Phiến của Thu Tứ Đoàn Thế Phúc và giao lại cho một người con khác. Ngoài ra còn có những bài của Đỗ Xuân Tê, của Thi Vấn, của Nam Giao, v.v. Nhà văn Phùng Nguyễn của trang mạng Da Màu .org đã viết 2 bài Trường hợp Võ Phiến hay câu chuyện tái ông Thất Mã và bài Nhân trường hợp Võ Phiến nhìn lại sự kiện luận văn Nhã Thuyên. Chúng tôi đã nói chuyện với Phùng Nguyễn về câu chuyện Trường hợp Võ Phiến cùng những vấn đề liên quan như việc gìn giữ nền văn học miền Nam 1954-1975, các vấn đề tự do tư tưởng, tự do học thuật. Mời quý vị theo dõi. Chào anh Phùng Nguyễn ạ. Dạ, xin chào chị Phương Hoàng và thính giả của SBS Radio. Thưa anh, trước khi chúng ta bắt đầu nói chuyện về đề tài Thu Tứ và nhà văn Võ Phiến, thì tôi phải xin phép anh để nói đến điểm này một chút. Võ Phiến là một trong những tác giả mà sách tôi đã mua ngay sau khi tôi đặt chân lên đất Úc và khi góp từng đồng. Đó là những quyển tạp văn tiểu luận trước năm 1975 đó anh, tôi quý lắm. Sau năm 75 thì mình biết rồi, là một trong những sách của ông bị tiêu hủy, bị xếp vào loại văn chương phản động của chế độ Mỹ Ngụy. Và tôi xin nói thêm một điểm nữa, Thu Tứ là ai? Tôi thú thật, tôi không hề biết, chớ hề nghe biết đến, chưa hề đọc trước khi có cái bài Trường hợp Võ Phiến của ông ta. Do vậy mà cũng phải đi tìm hiểu xem văn chương chữ nghĩa của ông này ra sao. Thì tôi đi đến kết luận là mình làm chuyện phí thì giờ. Còn anh thì sao thưa anh Phùng Nguyễn? Dạ, thực ra thì tôi cũng giống như chị vậy. Lần đầu tiên khi mà tôi biết được cái bài viết Trường hợp Võ Phiến của Thu Tứ đó, thì tôi hoàn toàn không biết ông đó là ai. Cho đến khi có bài viết của Lê Tất Điều, tức là Kiều Phong. Và khi mà cái bài của Thu Tứ được đăng trên tuần báo văn nghệ thành phố Hồ Chí Minh, thì tới lúc đó mình mới biết tới Thu Tứ. Tôi cũng có vô trong cái trang blog góc nhìn của Thu Tứ, tôi có nhìn qua. Thì đại khái là cũng giống như chị là bây giờ nếu mà mình phải đọc những bài viết của Thu Tứ thì rõ ràng mình không có thời giờ để làm cái điều đó. Thưa, theo chỗ anh biết thì các nhà văn trong nước có ai có phản ứng gì không? Tôi không biết là có phản ứng nào một cách chính thức của các nhà văn trong nước. Tôi thấy là phản ứng của người viết ở hải ngoại cũng nhiều. Kiều Phong, Nam Giao, Đặng Phú Phong, Đỗ Xuân Tê, Phạm Thùy Hoài, v.v. Nói về sự sai lầm trong cái nhìn của Thu Tứ thì 3 bài Kiều Phong tưởng đã đầy đủ. Điều tôi muốn nói là khi nói về cái chế độ Cộng sản thì tôi thấy cỡ như Thu Tứ chẳng có nhầm nhò gì hết. Cả những người cầm bút tài hoa hơn nhiều, được Nobel đâu biết kia mà còn có mắt như mù. Anh đọc bài Gabriel Marquez viết về chuyện ông ta đi thăm Việt Nam, cũng đủ rõ. Hay là anh thấy là Pablo Neruda viết bài tụng ca Stalin đó thì thấy cỡ Thu Tứ đâu có đáng gì phải không anh? Đúng vậy, tôi cũng nghĩ vậy. Ví dụ những cái người mà chị vừa nhắc tên á là những tay tổ của văn học của thế giới mà họ vẫn bị dính vào cái lưới tuyên truyền của Cộng sản, thì một Thu Tứ bị ăn phải ba Cộng sản thì tôi thấy cái chuyện đó nó cũng là bình thường thôi. Người ta đặt câu hỏi là có thể là tại ông ta muốn được nổi tiếng chăng? Ông ta muốn đạp cha ruột của mình xuống để đứng lên cho thiên hạ biết tên biết mặt chăng? Bằng cớ là tôi, là anh và chắc là rất nhiều người khác chẳng biết tên tuổi ông ta. Thì bây giờ mình đã biết, như vậy là ông đạt được cái mục đích đó. Có một số giả thuyết về cái lý do tại sao Thu Tứ viết bài để tố cáo thân phụ của mình trong những cái bài mà đăng trên Da Màu. Chỉ thấy bài của Đỗ Xuân Tê, của Ti Vấn đều đưa ra cái giả thuyết là Thu Tứ tạo ra cái scandal này là một cái phương cách để bước ra khỏi cái bóng rợp vĩ đại của thân phụ mình. Mình không cần nói tới cá nhân của ông ta, nhưng mà mình nói tới cái mục đích thâm độc hơn đằng sau cái chuyện mà ông ta kiểm duyệt sách của thân phụ mình trước khi cho xuất bản. Đó là để ngăn chặn việc xuất bản sách Võ Phiến mà chưa qua kiểm duyệt của Thu Tứ. Đúng rồi, Thu Tứ đã tuyên bố rõ ràng trong cái phần lý do tại sao phải bêu díu thân phụ của mình trong cái bài viết Trường hợp Võ Phiến. Thu Tứ đã nói như vậy. Và trong bài viết của tôi, Trường hợp Võ Phiến hay là câu chuyện tái ông Thất Mã đó, thì tôi cho rằng cái mục tiêu chính của Thu Tứ chính là dùng bàn tay của chế độ để mà triệt hạ cái nhóm mà Thu Tứ gọi là một tổ chức phi chính quyền trong nước, mà tôi tin chắc đó là Văn đoàn Độc lập ở trong nước.
Hội Nhà văn độc lập mới thành hình, gồm những người muốn phất bỏ cái vòng kim cô mà Đảng Cộng sản đã trồng lên đầu họ hơn nửa thế kỷ. Chúng ta cũng biết là trước khi có cái bài Thu Tứ thì Hội Nhà văn độc lập đã bị sách nhiễu cho tới nỗi có những người mà sợ quá mà phải rút tên ra. Anh có thể nói thêm một chút về cái sự sách nhiễu đối với Hội Nhà văn độc lập đó, và cái bài viết của Thu Tứ đã có ảnh hưởng thế nào đối với Hội Nhà văn độc lập? Trước hết về những người có liên quan đến hoặc là những người nằm trong cái ban vận động của văn đoàn độc lập đó, họ bị sách nhiễu, thì cái điều này họ công bố ngay trên trang web của văn đoàn độc lập. Cái đơn xin rút tên của đạo diễn Đỗ Minh Tuấn chỉ là mới ghi tên thôi mà đã bị sách nhiễu. Chú có thể đọc sơ cái phần này. Yeah. Tuy nhiên thật không ngờ sau khi ghi tên vào danh sách ban vận động, tôi đã nhận được rất nhiều phản ứng tiêu cực từ các tổ chức, cơ quan, gia đình và bè bạn. Như thể tôi đang tham gia một tổ chức phản động, đối lập, thậm chí còn nguy hiểm hơn cả nhân văn giai phẩm ngày xưa. Gia đình lo lắng, bạn bè bị tổn thương, các đối tác không tiếp tục hợp đồng, khiến cho tôi chưa tham gia được việc gì với văn đoàn mà cuộc sống đã gặp nhiều đe dọa, cuộc sống gia đình đã chịu nhiều ảnh hưởng. Yeah. Đây là cái lý do mà đạo diễn Đỗ Minh Tuấn dùng để xin rút ra khỏi văn đoàn. Dựa trên cái điều này do chính Đỗ Minh Tuấn trình bày thì chúng ta có thể từ đó suy ra những người chủ chốt của cái ban đoàn này và những thành viên vẫn tiếp tục là một phần của cái ban đoàn, thử xem là cái áp lực mà họ phải chịu đựng là như thế nào. Qua cái đoạn mà anh vừa đọc trong cái đơn xin rút tên của đạo diễn Đỗ Minh Tuấn, tôi ghi nhận hai điểm. Thứ nhất là cái ảnh hưởng của vụ nhân văn giai phẩm cho tới bây giờ vẫn còn đó đối với các nhà văn Việt Nam. Và thứ nhì, cái chữ sợ đó, nó bao trùm lên hết xã hội Việt Nam. Nhận xét của chị rất là sắc bén. Thứ nhất là cái bóng ma nhân văn giai phẩm nó vẫn còn ám ảnh người cầm bút ở trong nước. Cái thứ hai là cái hành động của một cá nhân nó sẽ ảnh hưởng lên những cái người thân, bạn bè chung quanh họ. Tôi nghĩ đó là cái cách mà nhà nước họ sử dụng để đặt người ta vào cái vòng kim tỏa. Bởi vì không chỉ bản thân cá nhân mình mà còn của người thân yêu của mình. Mà anh có biết là Hội Nhà văn độc lập họ định làm gì với những cái tác phẩm của Võ Phiến mà khiến cho Thu Tứ ra tay trước như vậy? Trong cái bài trường hợp Võ Phiến đó, Thu Tứ không hề nêu tên của văn đoàn độc lập ra. Nhưng mà Thu Tứ khẳng định, tôi không biết là Thu Tứ lấy nguồn từ đâu mà bảo rằng có một tổ chức phi chính quyền trong nước có kế hoạch phổ biến một cách tích cực những tác phẩm của Võ Phiến với nội dung chính trị sai lầm. Đó là chữ của Thu Tứ. Yeah. Thì ở đây mình dựa trên cái văn bản của chính Thu Tứ và từ đó suy ra thì trong số những cái hội đoàn, những cái tổ chức xã hội dân sự trong nước thì hiện giờ cái nhóm nào gọi là có thể là phù hợp hay là đúng với cái sự diễn tả của Thu Tứ. Thì trong trường hợp này văn đoàn độc lập chưa hoặc là không có giấy phép hoạt động của nhà nước là một cái. Nhưng mà họ có trang mạng. Họ có trang mạng và trên trang mạng của họ, họ đã đăng 3 phần đầu của văn học miền Nam tổng quan của Võ Phiến. Và theo như Hoàng Ngọc Tuấn cho tôi biết á, là cái nguồn của 3 cái tập đầu tiên đó là họ lấy từ trang mạng tiền vệ, vốn là những cái tác phẩm gốc của Võ Phiến không có bị biên tập. Mình ở hải ngoại thì mình có thể mua sách của Võ Phiến dễ dàng. Mình cũng có thể vào các trang mạng đăng lại sách của Võ Phiến. Thế nhưng mà trong nước thì người ta phải biết cách để vượt tường lửa mới có thể đọc. Và bây giờ cái cơ hội mà để sách của Võ Phiến được xuất bản ở Việt Nam coi như sẽ bị mất hẳn. Sau 2 cuốn đã bị Thu Tứ biên tập. Dạ, cái vấn đề cái cơ hội bị mất hẳn thực ra là tôi nghĩ đây là một cái quyết định của gia đình nhà văn Võ Phiến. Cái lập luận của tôi trong bài viết của mình là tôi nói là nếu tác phẩm của Võ Phiến mà được xuất bản theo cái kiểu dưới cái sự biên tập mà gần như là kiểu kiểm duyệt, đao phủ, kiểm duyệt mà kiểm duyệt chuyên chế kiểu Thu Tứ trình bày trong bài viết của mình thì cái đó nó có hại, vô cùng có hại cho không những Võ Phiến mà cho cả cái diện mạo của văn học miền Nam thời 1974-75. Tự vì những tác phẩm bị cắt xén đục đẽo như vậy mà được trình bày cho người đọc trong nước thì sẽ tạo cho họ một cái sự ngộ nhận rất là lớn về văn học miền Nam nói chung, văn học Võ Phiến nói riêng. Có phải vì vậy mà anh gọi đó là một cái câu chuyện tái ông thất mã hay không? Đúng vậy. Đây là cái quan niệm của tôi khi vừa đọc cái bài viết của Thu Tứ thì cũng giống như một số thân hữu bạn bè của mình, tôi cảm thấy bị chấn động vì bên cạnh cái chuyện đây là một cái điều vô lương đối với phần đông người Việt Nam chúng ta là cái chuyện con cái đi tố cáo cha mẹ.
Ngoài ra là còn cái sự thiệt hại về mặt văn học, về mặt tinh thần của cái nền văn học miền Nam Việt Nam mình nữa, qua cái chuyện mà những tác phẩm không có được trình bày với độc giả trong đó một cách trung thực. Sau đó tôi nhìn lại cái hậu quả thì tôi nhận ra cái hành động của Thu Tứ vô tình nó giúp cho gia đình của nhà văn Võ Phiến có cơ hội để ngăn chặn những cái điều sai lầm như vậy tiếp tục xảy ra bằng cách là không có cho phép tác phẩm của Võ Phiến được in lại trong nước dưới cái sự biên tập một cách sai lầm của Thu Tứ hay của bất cứ người nào khác. Cũng nhân cái trường hợp Võ Phiến, anh nhắc lại vụ án Nhã Thuyên, lập luận chính của anh trong bài đó là gì thưa anh? Trước hết là lừa qua cái chuyện luận văn Nhã Thuyên và đồng thời đưa ra những cái hậu quả của nó mà có thể mà phần đông những người theo dõi họ không nghĩ đó. Đối với một số đông nạn nhân trực tiếp chỉ có Nhã Thuyên và phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Bình. Nhưng mà trong cái nhìn của tôi, cái số lượng nạn nhân nó đông hơn như vậy và cái hậu quả nó trầm trọng hơn là người ta nghĩ rất là nhiều. Cái lập luận của tôi là sinh viên muốn làm luận án văn học. Bây giờ nếu mà họ muốn chọn một nhà văn, nhà thơ ngoài cái danh sách mà được chế độ chấp thuận thì sẽ rất là khó khăn. Một người bạn ở trong nước than phiền là họ được nhắc khéo là tại sao những cái tên tuổi này như là Cố Hữu Nguyễn Đình Thi không chọn mà đi chọn Nguyên Sa, Thanh Tâm Tuyền hay là Dương Nghiễm Mậu đại khái như vậy. Ngay cả lãnh đạo khoa của trường họ cũng sợ trách nhiệm cho nên họ nói thôi đừng có chọn những đề tài này. Thì chỉ riêng cái vấn đề đó không là đã tạo cho sinh viên tới giáo sư hướng dẫn, rồi tới lãnh đạo khoa, rồi ngay cả nhóm hội đồng giám khảo. Họ cũng không có dám đỡ đầu hay là chấm cho một bài viết liên quan tới những cái tên tuổi mà không được chế độ chấp thuận. Dĩ nhiên là cái điều đó nó ảnh hưởng luôn lên cả cái sự hiện diện của những ngòi bút của văn học miền Nam Việt Nam ngày xưa. Tức là họ qua cái biện pháp đối với Nhã Thuyên và đối với thầy của cô là bà Nguyễn Thị Bình thì họ đã làm cái công việc tiếp tục triệt tiêu tự do tư tưởng, tự do học thuật. Theo anh thì những người đã lên tiếng rồi có thể xoa tay mà thấy là mình đã làm tròn bổn phận, nhưng mà chúng ta không thể để cho câu chuyện chìm xuồng. Thưa anh nghĩ là chúng ta còn phải làm gì nữa? Khi mà tôi đề nghị là đừng để những điều như là sự kiện luận văn Nhã Thuyên chìm vào quên lãng, tức là không muốn là chúng ta, những người thực sự quan tâm đến tự do học thuật, tự do tư tưởng, tự do ngôn luận hay là quan tâm đến sự tồn tại của văn học miền Nam Việt Nam bị xóa nhòa. Thật ra là không phải chỉ một cá nhân, một người có thể thực hiện được. Nhưng mà trước hết là cái ý thức về cái tầm quan trọng, cái hậu quả của những cái sự kiện đó. Không nên quên đi hoặc là cho rằng mình đã làm xong nhiệm vụ bổn phận của mình. Không có điều gì thực sự là đã chấm dứt hết. Tôi tin rằng nhà cầm quyền trong nước họ sẽ nắm bắt lấy tất cả những cái cơ hội họ có để họ thực thi cái chính sách của họ. Thank you.